Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta sẽ có một mẫu đầm dạng cúc ngực, tay trễ. Mẫu đầm cắt rời ngang eo phía dưới này sẽ là cái lớp phủ chồng lên nhau nhé. Và xếp ly, thấy chưa? Ok, đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Các bạn nào có nhu cầu mua cái giật gốc cơ bản Levi này, giống như mình đang có ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại trên này nhé. Zalo đó. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ cắt rời cho mình phần ngang eo ra nhé. Bởi vì video này khá dài nên mình sẽ cắt bỏ qua những khâu không cần thiết nhé. Ok, ở đây mình đã tiêu cái phần Levi ra sau luôn rồi nhé. Các bạn sẽ lấy cho mình sâu cổ, ra xác định từ sâu cổ các bạn lấy xuống cho mình tầm 10 phân, 9 đến 10 nhé. Sau đó này, các bạn sẽ bấm phần này ra. Chúng ta đóng cái Levi này vào. Sau khi các bạn đóng rồi này, chúng ta sẽ kẻ một đường vuông góc vào đây, tại ngay cái phần sâu cổ đây nhé. Còn lấy từ đây ra cho mình 1,25, 1,25, được chưa? Từ đây các bạn lấy xuống cho mình tầm khoảng 8 phân, từ đầu vai chúng ta lấy xuống nhé, 8 phân này. Sau đó thì các bạn sẽ nối đoạn này, chúng ta sẽ đánh hơi cong đi. Đấy, hơi cong mình. Tiếp đến này, các bạn sẽ kéo dài cho mình đường tâm ly. Từ đây các bạn sẽ đẩy ra ngoài cho mình là 1 phân đến 1 phân rưỡi nhé, 1 đến 1,5. Đó. Phần này thì các bạn sẽ bấm này ra này. Bạn sẽ cắt đoạn này rộng lên cho mình một chút. Chúng ta đóng phần ly, đóng phần ly cúp này vào. Đó. Sau khi các bạn đóng được cái ly cúp này thì các bạn sẽ vẽ lại cho mình cái đường bổ cúp vào đây. Đó. Được chưa? Đây nhá, ở đây nó sẽ có 3 cái dây. Thì dây đầu tiên thì các bạn sẽ tính từ cái đường vòng mách này vào đây cho mình 1 phân, sau đó khoảng cách để đỉnh cho mình là 1/2 này, tiếp đến một dây nữa là 1 phân này, khoảng cách này đây chúng ta sẽ có 3 dây nhé, 1 này 2 này 3, được chưa? Đó, các bạn chỉ vẽ này ra thôi, để tí chúng ta sẽ đo nhé, đo cái phần dây thôi. Ok, sau đó thì bạn sẽ cắt này đi này. Chưa? Các bạn sẽ cắt để đây cho mình tỉa lại phần này thôi nhá, tỉa lại cái đường cúp này. Sau đó này, ở đây chúng ta sẽ có một đường bổ, một đường bổ tiếp này. Đó. Bạn sẽ bổ cho mình từ điểm 1,25 bổ xuống cạnh ly bên này. Kẻ hơi thẳng xuống một chút. Sau đó thì các bạn sẽ vòng ra đây. Được chưa? Đó. Tiếp đến này, chúng ta sẽ có một đường bổ, các bạn sẽ bổ luôn vào đây. Chúng ta bổ vào đường này nhé, bạn đánh cong cho mình một chút này. Đó. Ở đây nó sẽ có 3 phần ly, à 3 cái đường cắt. Đây này, 1 này, 2 này, 3. Được chưa? Thì các bạn sẽ để đoạn này cho mình tầm khoảng 1 phân rưỡi đi. Đó, 1 phân rưỡi này, 1 phân rưỡi này. Được chưa? Bạn sẽ cắt này lên đây. Các bạn có thể để vẽ cong hoặc vẽ thẳng được nhé. Được chưa? Đó.
chúng ta chưa cắt này rời ra vội đâu nhỉ, còn sẽ để chúng ta thiết kế được cái phần tay nữa. Đối với thân sau đấy, các bạn lấy từ đây xuống cho mình tầm khoảng 9 phân đi, 9 phân, sau đó chúng ta cắt hơi chéo về đây. Sườn sống lưng các bạn sẽ giảm bớt vào cho mình một chút nhá. Đó, tương tự như thân trước thì chúng ta sẽ lấy ở trên đường bóng nách là 1 giây này, khoảng cách là 1/2, dây là 1 phân. Được chưa? Các bạn sẽ đo cho mình này, đo cái cạnh này nhá. Đây phần dây đầu tiên này 8,5 phân, đo tiếp lên đây 18 phân. Dây thứ hai này, đây là 10 phân này, 20,5 phân này. Dây thứ ba 11, 23. Được chưa? Chúng ta sẽ có này 23, 20,5, 18 phân. Được chưa? Dây đầu tiên dây ngắn ngoài cùng thì bạn sẽ cắt cho mình 18, dây thứ hai là 20,5 và dây thứ ba là 23 phân nhá. Để chúng ta khi các bạn cắt đấy, đây này, nó thay cho cái phần vai. Được chưa? Đó, ok chưa nhỉ? Sau khi các bạn xác định được rồi, chúng ta sẽ dùng cái tay bạn cắt này ra. Chúng ta sẽ có mang trước và mang sau nhá. Ở đây thì các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy như này cho mình. Đây mình sẽ làm thân trước nhá. Các bạn sẽ đặt nhà cho mình. Chúng ta xác định cái phần tay này. Đấy nhá. Phần tay này các bạn sẽ lấy cho mình từ cái đường bổ 1,25 ấy lên đây là 4 phân. Sau đó các bạn lấy cho khoảng giữa của dây thứ hai và dây thứ ba. Thì chúng ta sẽ lấy từ đường bổ này lên đây là 4 phân. Đấy nhá, từ đây lên đây là 4 này. Sau đó các bạn lấy khoảng giữa của dây thứ hai và dây thứ ba. 7 phân. Chưa? Ok, sau khi các bạn xác định được rồi này, chúng ta sẽ đặt phần này lên. Mình cắt cho nãy ra cho các bạn dễ nhìn nhá. Đó. Các bạn sử dụng một tay đo cho mình cái bằng nách này, hướng vào đây. Chúng ta đánh dấu lại. Sau đó này, các bạn sẽ để cho mình cái điểm đánh dấu này nhá. Đây. Chung với cả phần đường cắt này. Và để sát hai vòng nách này lại với nhau. Được chưa? Đó. Bạn để như này cho mình. Ở đây mình sẽ sang dấu lại nhá, sang dấu lại này. Đó. Kể lại cho mình cái đường giữa của tay. Phần này thì các bạn sẽ kéo dài ra thôi. Được chưa nhỉ? Ta bỏ này ra. Tiếp đến này, các bạn lấy từ đây xuống cho mình tầm 12-13 phân, 12-13. Kẻ cho mình đường vuông góc, chúng ta sẽ lấy đoạn này vào đây cho mình là 4 phân. Dựng này, kẻ vào đây, được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ đánh cong này vào đây cho mình. Đó, đây là thân trước. Tiếp đến phần thân sau này, thân sau thì các bạn sẽ làm tương tự. Cắt bỏ đường này đi. Cắt bỏ phần này đi. Đó. Sau đó các bạn sẽ đặt lên đây. Chúng ta dùng cái mang tay còn lại. Đấy nhỉ? Sẽ vẽ này. Chúng ta có mang tay này, các bạn sẽ đo. Đánh dấu lại này. Được chưa? Bạn đặt này khớp vào đây. Ở đây các bạn sang dấu lại cho mình cái đường cắt này nhá. Sang dấu lại đường sống lưng. Sang dấu lại đường giữa tay này. Kéo dài phần này ra.
Đó. Bỏ này ra nhá. Từ đây các bạn sẽ lấy xuống bằng với ở phần thân trước. Chúng ta sẽ dựng một đường vuông góc và lấy vào 4 phân. Kẻ vào đây. Ở đường sống lưng này các bạn sẽ lấy xuống cho mình từ khoảng 8 đến 9 phân nhé. 8 đến 9. Sau đó chúng ta sẽ nối này vào đây. Hơi cong một chút. Được chưa nhỉ? Đây là thân sau nhé. Khi các bạn có được hai này rồi các bạn cắt rời ra. Nhớ đánh dấu cho mình cái điểm này nhé. Sau đó các bạn sẽ dán hai cái này lại với nhau. Dán lại với nhau cho mình này. Còn này nhá, các bạn sẽ chia, chúng ta sẽ xếp hai ly. Chưa? Đây nhá. Một ly, hai ly. Phần bên này thì các bạn sẽ chia ra cho mình. Cái khoảng này các bạn sẽ để cho mình được khoảng 2 phân nhé. Đây, 2 phân này. Sau đó các bạn sẽ đánh này, cong. Được chưa? Đây. Vẽ đều đều một chút nhé. Bạn vẽ cho mình đường cong này. Sau đó chúng ta sẽ đặt lên một tờ giấy. Bạn cắt rời cái này ra cho mình. Bạn đặt lên. Chúng ta sẽ sang dấu lại toàn bộ nhé. Đây mình sẽ sang dấu lại này. Tiếp theo đoạn này thì bạn sẽ giải tách nó ra cho mình tầm khoảng 3 phân. 3 phân đều nhé. Kẻ lại cái đường giữa nhỉ. Bạn đặt này vào đây. Chúng ta sang dấu lại. Tiếp cái khoảng này các bạn sẽ giải tách ra cho mình là 3 phân. Bạn đặt này vào đây. Ok, sau cái đường này rồi nhá, các bạn sẽ cắt nó rộng ra cho mình. Sau chúng ta sẽ gấp. Đoạn này các bạn sẽ gấp cong nhá, gấp cong này cho mình này.
Sau đó thì các bạn sẽ dùng này, các bạn dán lại. Các bạn dán lại như ban đầu nhé. Các bạn sẽ đặt này vào đây. Chưa? Kể lại thì mình đánh dấu điểm này nhé. Đây là cái điểm mà chúng ta may với cả giữa hai dây đấy. Đó. Kể lại này. Phía thân sau này. Bây giờ chúng ta sẽ đo từ cái đường giữa này nhé. Kể lại này. Được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ cắt nó thành đi thôi. Đây nha, mình sẽ đánh dấu lại cho các bạn nhìn này. Cái khoảng này nó sẽ may đúng bằng phần mà các bạn đánh dấu ở trên này. Được chưa? Đó. Đây nhá. Khi các bạn này, đây mình sẽ có cái tay như này. Các bạn sẽ nhìn thấy đoạn này nhá. Đây nó sẽ ôm ở cái phần tay, này. Nó cong mà. Chưa? Sẽ ôm như này luôn. Đó. Chứ không phải các bạn nhìn thấy các bạn để phẳng mà nó bị cong như này, nó không ôm nhá. Khi các bạn may vào, chúng ta mặc lên thì nó mới bám được vào cái tay. Chưa nhỉ? Ok. Ở đây. Đây. Các bạn sẽ may bắt đầu lộn nhá, may cho mình một cái đáp, chúng ta lộn cái khoảng này từ đây đến đây, lật vào bên trong. Lót, lộn các bạn là may lót nha. Ra lộn hai lớp. Để lại cái đoạn này thì chúng ta không may, để các bạn ghim với cả phần thân. Đó. Sau đó thì các bạn mới may cái dây, chúng ta đính cái dây này vào. Được chưa? Đây là mấy cái dây nhá. Và đây thì các bạn may vào thân sau thôi. Đây. Được chưa? Các bạn có thể lộn hết, chúng ta đính mỗi đằng sườn, hoặc là các bạn may ghim với cả cái đường phía bên thân ở đây. Chúng ta lộn mỗi khoảng từ đây đến đây thôi. Để lại đường may ở khoảng này nhá. Đó. Sau đó chúng ta cũng sẽ may cái dây vào đây. Có hai cách làm, hai kiểu nhá. Ok. Sau khi các bạn làm xong rồi cái phần thân này, chúng ta có thể cắt bổ mảnh này ra phần sau nhá. Đó, bổ mảnh ra. Phần trước thì các bạn sẽ cắt theo đường bổ này, đọc bỏ ly thân. Được chưa? Đọc bỏ ly thân. Cái đoạn này thì các bạn sẽ cắt rời này ra cho mình nhé. Cắt rời này ra này. Đoạn này các bạn cũng cắt rời ra. Nó nhỏ quá mình sẽ không cắt nữa nhé. Các bạn cắt rời ra, sau đó chúng ta may ráp lại với nhau. Ok. Tiếp này, với phần thân phía bên dưới nhé. Phần thân phía dưới này. Rồi. Thì các bạn sẽ cắt cho mình hai thân trước gấp đôi. Rồi, hai thân trước gấp đôi như này. Đó. Để chúng ta làm hai lớp mà. Cái lớp thân chính ở bên trong thì các bạn sẽ cắt ngắn hơn nhé. Đây, thân chính ở bên trong các bạn sẽ cắt ngắn hơn. Chưa, cắt ngắn đi.
Ở thân sau thì cũng thế nhá, thân sau các bạn sẽ cắt một cái thân sau dài xuống và thân chính bên trong các bạn sẽ cắt ngắn đi. Được chưa? Sau khi các bạn cắt được cái phần thân này rồi này, chúng ta sẽ lấy một cái, đấy nhá, cái làm thân cái lớp ở phía bên phải. Lớp ở phía bên phải thì các bạn sẽ vẽ như này cho mình. Chúng ta sẽ lấy từ hạ mông lấy xuống một chút. Các bạn sẽ cắt cắt này vòng đi. Được chưa? Dài ngắn thì tùy ý nhé. Đó. Ví dụ mình cắt được như này. À, cắt nhầy đi. Đó. Ok. Sau đó này, ở đây thì các bạn sẽ đóng nguyên phần ly này vào cho mình, xếp nó vào. Thì bên này cũng thế nhé. Ở đây sẽ có 3 cái ly. 3 ly thì các bạn sẽ kẻ cái này ra không? Đầu tiên này, bạn sẽ cắt từ đây. Bất kỳ nhá, bạn sẽ kẻ thẳng ra ngoài sườn cho mình này. Ly thứ hai thì các bạn sẽ để cắt vào phần chân ly bên này. Ly thứ ba thì các bạn sẽ cắt đi qua phần chân ly bên này. Cắt thẳng xuống sườn ở bên phía bên kia. Đây, ly đầu tiên nhá. Ly thứ hai này. Ly thứ ba. Cắt xiên xong rồi này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dán thêm giấy vào. Dán thêm giấy vào đây cho mình. Giải tách cái phần này ra. Được chưa? Tại ví dụ mình giải tách được như này nhé. Sau đó này, phần này thì các bạn sẽ vẽ lại thôi. Chúng ta kẻ cái ly cho nó ngắn ngắn lại chút là được. Đó. Giả dụ mình vẽ được như này nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cắt nó đi. Các bạn gấp này, ta có 1 ly này, 2 ly này, 3 ly. Sau đó thì các bạn sẽ tỉa lại cái đường xưa này cho mình. Đây là thân phía bên phải nhá. Còn thân phía bên trái này, thì các bạn sẽ chuẩn bị như này. Sau đó này, chúng ta sẽ không cần phải vẽ ly như này nữa. Họ sẽ gấp như này cho mình. Chúng ta gấp như này nhá. Đây phần thân chính này, phần thân chính đây nhá. Gấp như này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt
tắt cái đoạn này vào đây. Tắt như này. Đó. Được chưa? Phần này các bạn có thể cắt nha. Nhớ gấp vào xong vào đó các bạn vẽ nó ra. Được chưa? Đây. Sau đó bạn ghim nó lên đây. Được chưa? Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta muốn cái đoạn này nó có độ xòe thì bạn sẽ bấm phần này ra. Bấm từ đây lên đây này. Sau đó chúng ta giải tách nó ra. Giải tách ra để các bạn dán thêm giấy vào nhá. Tách ra để tạo phần xòe, tạo phần đổ múi. Đây. Sau đó các bạn lại gấp lại. Chúng ta ghim nó lên đây. Được chưa nhỉ? Hai phần nó sẽ chồng lên nhau. Sau đó thì các bạn mới may vào phần thân chính nhé. Phần thân chính nó ngắn hơn đấy. Nhá. Được chưa? Còn thân sau thì các bạn sẽ để nó dài. Thân sau này, thân sau này một cái bạn để cho nó dài xuống để may được bằng với cả phần lớp phía ngoài này nhé. Còn thân chính bên trong các bạn sẽ cắt ngắn đi. Được chưa? Ok. Đó. Như vậy là mình đang dẫn xong các bạn cách cắt bộ đầm theo mẫu sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.